Ok, xin chào các bạn ha. Bây giờ mình sẽ làm một cái trải bài, đó là ai đang tương tư hay là nhớ về bạn. Thì đây là trải bài chung nha, cho nên các bạn đón nhận cởi mở ha. Bây giờ chúng ta sẽ chọn một trong ba tụ bài sau đây ha. Tụ bài thứ nhất, tụ bài số 2, tụ bài số 3. Rồi, bạn chọn đi, xong rồi mình sẽ đến với cái tụ bài số 1 nha. Ok, tụ bài số 1 của chúng ta sẽ bắt đầu ở không phút 55 ha. Rồi, đầu tiên á, thì mình thấy là tụ bài số 1 ha, không phút 55. Rồi, với cái bạn nào chọn cái tụ bài số 1 này á, thì mình cảm thấy là bạn đang thu hút một cái người, mà người này thì có thể là một là ở xa, hai là đang hẹn hò với bạn ha, ba là cái người này là họ đang có một cái dự định đến với bạn trong cái cuộc sống của bạn. Giữa hai người thì cũng có nhiều những cái khoảng cách nè, hoặc là cái sự khác biệt trong cái cuộc sống với nhau, ví dụ như khác quốc gia, khác màu da, hoặc là khác, nói chung là và bạn với cái người này có thể là mới vừa bắt đầu hoặc mới vừa khởi đầu một cái câu chuyện tình cảm đó. Thì mình thấy là cái năng lượng này á, thì mình nghĩ là cái năng lượng này là năng lượng, đó là cái người này đến một cái cách bất chợt ha. Cái người này đến mà không có sự chuẩn bị trước, bạn không có sự chuẩn bị trước. Cái người này với bạn thì mình thấy là cái người này nghĩ về bạn hoặc nghĩ về cái mối quan hệ này á, là họ chậm, có nghĩa là họ muốn lâu dài và họ muốn một cái sự tương tác rất là vui vẻ giữa hai người với nhau. À, cái người này thì mình nghĩ là cái người này mình nghĩ là bạn đã có tương tác rồi chứ không phải là chưa tương tác nha, nhưng mà ý là cái sự xuất hiện của cái người này đó. Thì cái người này mình nghĩ là một cái người mang cung Bạch Dương như mã sư tử, hoặc là cái người này là một cái người làm việc văn phòng cũng rất là lịch thiệp. Cái người này thì mình cảm thấy là khi mà cái người này mà tương tác với bạn á, thì có vẻ như là cái người này muốn cái sự lâu dài với bạn. Cái người này rất là lãng mạn nha, cái người này rất là lãng mạn, rất là dễ thương. Cái năng lượng này, cái khả năng cao là cái người này mang đến cho bạn một cái cảm xúc nó rất là mới mẻ, nó rất là gọi như là thoải mái, sảng khoái, chứ không có đặt nặng một cái gì vào đầu tiên. Mặc dù là cái người này muốn lâu dài, nhưng mà họ tương tác hoặc là tiếp cận với bạn rất là vui vẻ, coi như là bước đầu tiên là rất là tốt trong cái sự tương tác này. Và mình cảm thấy như là giữa bạn với người này nếu mà có sự khởi đầu hoặc là bắt đầu được tốt á, thì nó sẽ là một cái gì đó nó rất là trong sạch, một cái nền tảng bắt đầu rất là tốt, một cái sự lãng mạn đó, một cái sự trẻ trung đó. Nhưng mà bạn với cái người này á, thì nó cũng liên quan đến có thể là công việc, hoặc công việc mới, hoặc một cơ hội công việc, hoặc là cái người này á tặng cho bạn một món quà nhỏ, hay là nhớ, có một cái may mắn nào đó đến với bạn khi bạn tương tác với cái người này liên quan về công việc. Và mình thấy là lúc lúc cái sự tương tác giữa bạn với cái người này á, là nó sẽ gọi là cần thêm cái thời gian. Thì mình không biết rằng là bạn đã từng trải qua một sự đổ vỡ hay là người này đã từng trải qua một sự đổ vỡ, nhưng mà chắc chắn rằng là cái người này á, thì họ khá là nghiêm túc với mối quan hệ này, nhưng mà có điều là sự thể hiện của họ là sẽ không có không 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 có thể hiện liền đâu. Nhưng mà cái người nam này là mang một cái năng lượng rất là nhiệt huyết, rất là trẻ trung, rất là sôi nổi trong cái cuộc sống, họ có chính kiến riêng ha. Và cái người này với bạn á, thì thường sẽ là tương tác, khi mà tương tác hoặc là gặp gỡ thì cái người này sẽ là trực tiếp hoặc là gặp gỡ nhau, có thể rất là lãng mạn, nhưng mà không phải lúc nào mình với cái người này cũng có cái cơ hội để nói chuyện hoặc là có cái cơ hội nhiều đâu. Mình nghĩ là giống như là có thể là một là vì ở xa, hai là khoảng cách địa lý, hoặc là ba là giống như là cái người này không có muốn chỉ có nhắn tin nói chuyện, mà họ muốn gặp gỡ hoặc là kết nối nhiều hơn. Thì mình cảm thấy như là họ muốn mang đến cho bạn những cái sự vui vẻ, hòa đồng, lãng mạn trong cuộc sống, không có muốn bạn bị cảm thấy cô đơn đó. Và họ đến với bạn thì mình nghĩ là sẽ hỗ trợ và giúp đỡ cho bạn rất là nhiều về việc học tập, hoặc là việc củng cố cái cuộc sống của bạn
đó, và mình nghĩ là họ cái người này cũng rất là muốn che chở bạn đó, mình thấy là như vậy. Và năng lượng này thì có thể là họ cũng cảm nhận đâu đó cái vấn đề về việc là bạn đã từng tổn thương vân vân ha, nhưng mà cái năng lượng này thì mình thấy nó rất là đẹp nha. Cái người này họ rất là nhiệt tình, rất là dễ thương, và cái mối quan hệ giữa bạn với cái người này rất là lãng mạn, mà nó đến một cái cách tự nhiên và đột ngột, mình không có biết trước, không sắp đặt trước, ví dụ vậy ha. Ok, mình sẽ kết thúc trải bài này ở đây ha. Bạn xem trải bài riêng, inbox Facebook dùm cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trải bài sau. Bây giờ mình sẽ đến với cái tụ bài số 2 ha. Ok, tụ bài số 2 của chúng ta sẽ bắt đầu ở 6 phút nha bạn nha. Ok, với cái tụ bài số 2 này thì cái người này là một cái người soulmate của bạn. Cái người này có rất là nhiều cái đam mê với bạn. Và cái người này với bạn có thể là một cái mối quan hệ rất là lãng mạn. Và cái người này thì yêu bạn. Và cái người này với bạn thì mình thấy rằng là họ nói rằng là ước gì họ có thể nói với bạn nhiều hơn về những cái tình yêu mà họ dành cho bạn, những cái sự tuyệt vời trong cái tình yêu mà họ dành cho bạn. Giống như là cái người này thì rất là yêu bạn, và cái người này thì họ có rất là nhiều đam mê với bạn đó. Có thể đôi lúc các bạn sẽ cảm thấy đó là có những cái sự ghen tuông, có những cái sự thiếu đi cái niềm tin, tự tin trong mối quan hệ này, hoặc là tự tự cả hai người hay làm cho cái mối quan hệ này nó rối ren, giống kiểu như hay ghen tuông, hoặc hay làm cho cái mối quan hệ này nó nóng nảy. Nhưng mà cái câu chuyện này thì cái người này á, cái người mà nhớ bạn này á, là họ rất rất là yêu bạn, họ có rất là nhiều cái tình cảm với bạn, và đối với họ bạn là một cái người trẻ trung xinh đẹp. Cái người nam này thì cái tôi cũng khá là cao ha, mà cái năng lượng này thì mình cảm thấy là cái người này cũng khá là lãng mạn, nhưng họ có một họ nè the lover, họ cái người này họ yêu bạn, nhưng mà dường như mối quan hệ giữa hai người nó vẫn còn rất là nhiều cái khó khăn, mình thấy là như vậy. Cái người này á có thể là cung Bạch Dương như mã sư tử, hoặc là cung Song Ngư cự giải bọc cảm, nhưng mà có thể là bất kỳ cung nào. Cái liên kết này thì cũng có thể là ngọn lửa sinh đôi, nhưng mà cái liên kết này thì cái khả năng là bạn với cái người này á là hay bất đồng quan điểm, hoặc là có những cái vấn đề mà gọi là nó hay lục đục một chút xíu, chứ nó không phải là cái gì to tát lớn, nhưng mà lúc nào nó cũng có một sự vướng vướng víu ở đây. Thì cái năng lượng này á là nó cũng có cái sự thức tỉnh trong cái mối quan hệ này. Người này là soulmate của bạn đó, người này có thể là soulmate, có thể là ngọn lửa sinh đôi của bạn, mà cái người này kết nối với bạn thì rất là sâu sắc, cho dù là mình không có muốn tương tác đi chăng nữa thì nó vẫn ở trong lòng. Và cái người này là vẫn có những cái sự suy nghĩ về bạn đó. Thì cái người này mình thấy là yêu, nhưng mà cái sự yêu của cái người nam này đối với bạn là cái sự đam mê rất là nhiều. Đam mê tức nghĩa là cái việc là một cái gì đó thuộc về nghiện cảm xúc và bạn ha, nghiện cái cảm xúc khi ở bên bạn, hoặc là nghiện cái cảm xúc thân thể, nghiện một cái số nào đó trong đó gọi là và cái người này thì mình thấy là giữa bạn với cái người này á là cái người giống như là mặc dù là yêu, nhưng mà cái người này á họ không có được bạn trọn vẹn, bạn vẫn có thể hiện cái sự độc lập riêng của bản thân mình đó. Và đôi lúc á, cái người nam này họ cũng đánh dấu chấm hỏi về cái vấn đề là liệu rằng là cái mối quan hệ tình cảm này nó là như thế nào, rõ ràng nó là như thế nào, vị trí của bạn trong lòng họ, hoặc là ngược lại đó, vị trí của họ trong lòng bạn như thế nào, vân vân. Thì với cái năng lượng này thì mình nghĩ là cái người này khá là lãng mạn ha, cái người này khá là lãng mạn, và cái người này rất là yêu bạn, và gọi là cái sự lãng mạn này có thể là nó đã tồn tại trong cái mối quan hệ này rất nhiều đó. Mà cái người này cũng là định mệnh của bạn, có nghĩa là cái người này khó bỏ cái định mệnh nó sắp đặt hai người đến với nhau là khó bỏ, rất là khó để mà chia tay nhau. Thì cái tương tác này sắp tới là nó sẽ có việc nói chuyện, hoặc là lãng mạn, hoặc là dễ thương, là vân vân, mà cái người này thì luôn luôn là nhớ về bạn đó. Ok, thì cái năng lượng này thì mình thấy là nó cũng rất là tốt ha đó. Vì cái người mà nhớ đến bạn thì giữa bạn với cái người này cũng có thể là có một cái giai đoạn hiện tại, hoặc là
nói chung là hai người hơi chia tay chia xa, hoặc là hơi ngắt kết nối, hoặc là hơi cảm thấy mất mát, cảm giác như là cả hai người cũng buồn buồn khi trong cái tương tác này, nhưng mà nó không ảnh hưởng về cái năng lượng chung, nó vẫn là cái sự đam mê và cái tình yêu rất là nhiều trong đây ha. Ok, mình sẽ kết thúc trải bài này ở đây ha. Các bạn xem trải bài riêng có thể inbox Facebook giùm cho mình. Hẹn gặp lại các bạn ở trải bài sau. Giờ mình sẽ đến cái tụ bài số 2 ha. Số 3 ha bạn ha. Ok, bây giờ mình sẽ đến với tụ bài số 3. Sẽ là 11 phút nha bạn nha. Với cái tụ bài số 3 này thì mình thấy được là cái người này á, là họ với bạn là có một cái tạm thời chia cách, chia xa. Người này có thể là soulmate của bạn. Cái người cái người này á, thì họ đang nghĩ về bạn mỗi lúc trong cái cuộc sống của họ. Và cái tình yêu của bạn á, lấp đầy những cái khoảng trống trong lòng của họ. Và cái người này nói là họ yêu bạn, và mình thấy cái ánh sáng của bạn ảnh hưởng rất nhiều vô trong cái cuộc sống của cái người này đó. Và cái người này á, là mong đợi hoặc là mong chờ cái việc sẽ gặp lại bạn, mà mình thấy rằng là bạn là cái người rời khỏi cái mối quan hệ này. Và cái người này á, là giữa bạn với cái người này á, giống như những cái giọt nước mắt sẽ có thể là gột rửa cũng như là làm sạch đó, những cái sự mệt mỏi hoặc là đau khổ của cả hai người trong mối quan hệ này. Có thể hai người đang giữ lại cái sự im lặng cho nhau để mà tự chữa lành bản thân của mỗi người đó. Thì cái năng lượng này là cho dù đã trải qua những cái chuyện gì đi chăng nữa thì cái người này vẫn yêu bạn đó. Và cái người này á, họ rất là chăm chỉ và suy nghĩ về tương lai, giống như kiểu như nếu như họ làm việc được, họ có được những cái may mắn trong cuộc sống thì nhất định họ sẽ quay trở lại để mà kết nối cùng với bạn, và họ tin rằng là họ với bạn sẽ được kết nối lại với nhau. Cái người này có thể là Kim Ngưu Ma Kết Sử nữ, năng lượng nam, còn năng lượng nữ thì có thể là Bạch Dương Nhân Mã Sư Tử hoặc là Song Ngư Cự Giải Bò Cạp. Nhưng mà giữa bạn với cái người này á, thì nó cũng gọi là cái sự kết nối này á, thì nó hơi rời rạc một chút xíu ha. Nó hơi rời rạc chút xíu. Cái người này có thể nghĩ về bạn nhiều chứ họ không có tương tác với bạn nhiều. Thường là có thể là họ ẩn mình, hoặc là họ im lặng, hoặc là bạn với cái người này là cái người mà đã chia tay đó. Thì cái người này á, khi họ nghĩ về bạn nhưng mà họ vẫn không có một cái hành động gì rõ ràng cụ thể. Nhưng mà cái người này thì là họ yêu bạn nè, the lover ha. Cái người này yêu bạn, cái người này cái tôi cũng cao, nhất là nếu mà cung sử nữ nha. Đó, thì mình thấy cái người này sẽ quay lại sau một cái khoảng thời gian im lặng, bởi vì cái người này vẫn còn nhớ bạn. Nhưng mà mình cảm giác thấy là cả hai người không có chấp nhận cái tình cảm này ở một cái khía cạnh hoặc là một cái mức độ nào đó. Đó, là có thể là bạn với cái người này sẽ có sự làm lành hoặc kết nối lại. Cái người này vẫn còn nhớ bạn, vẫn còn tương tư bạn, họ nghĩ về bạn rất là nhiều. Đó, nhưng mà giữa bạn với cái người này có những điều gì làm tổn thương nhau, cho nên là kiểu như là những cái cảm xúc xấu hổ, bối rối, không có được tốt đẹp, kiểu như là tự phá hoại cái mối quan hệ này vì những cái cảm xúc đó. Cho nên là hai người đều không dám, gọi là tạm thời gọi là không dám nhìn mặt nhau cái thời điểm này. Đó, và cái câu chuyện này thì nó sẽ gặp gỡ hoặc là kết nối lại trong cái thời gian tương lai. Có thể bạn rất tuyệt vời, nhưng mà có thể là giữa bạn với họ là họ không có thể xem bạn là tất cả trong cuộc sống. Giống như bạn cảm thấy là họ xem bạn giống như là một cái người dự phòng, một cái sự backup thôi. Cho nên là giữa bạn với cái người này ấy là giữ cái im lặng với nhau đó. Trong khi nếu như mà bạn có thể nói nhiều hơn thì có thể là cái người nam này, nói chung là mình cảm thấy là mối quan hệ này ấy là chia tay là bởi vì không giải quyết được vấn đề về mối quan hệ ba người. Giữa hai người có quá nhiều những cái sự khó khăn nó chồng chéo lên nhau, cho nên là không có giải quyết được đó. Và cái người này họ cũng có trách nhiệm về gia đình hoặc như thế nào đó, cho nên là cái việc im lặng hoặc là chia tay này là cái việc bất đắc dĩ. Nhưng mà cái người này vẫn nhớ bạn, có thể là kiểu như là vì bạn đã rời đi hoặc là chủ động rời đi, nên là cái việc mà bạn giữ được cái giá trị của bản thân mình á, nó cũng khiến cho cái người nam này họ phải kính trọng, giống như họ phải, giống như bạn còn giữ lại được một phần nào đó về những cái sự tự tôn của bạn, để khiến cho cái người này họ phải
họ phải còn thương nhớ về bạn, đó là như vậy. Và có thể là cái người này cũng đang gọi là để ý bạn đó, coi là bạn làm cái gì, tò mò tọc mạch về cái cuộc sống của bạn, cũng đang quan sát bạn đó. Cho nên nếu như mà thực sự mà bạn cảm thấy là muốn thể hiện nhiều hơn nữa để cho họ phải tiếc nuối hoặc là họ như thế nào đó, thì bạn có thể triển khai, cũng có thể là nên sống cuộc sống vui vẻ của mình ha. Đó, ok, mình sẽ kết thúc cái trải bài tụi bài số 3 này ở đây ha. Các bạn xem trải bài riêng có thể inbox Facebook giùm cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trải bài sau.